Xin chào cả nhà nha. Sen về nhà rồi thì không đâu mà bằng ở nhà hết. Chàng ơi, con nó đeo tôi nè cả nhà ơi, bắp á. Chứ con lụi với con mãng cùa thì không bao giờ mà nó đeo mình đâu. Bởi vì cả nhà biết làm sao mà con bắp nó được cưng, được thương nhất nhà rồi đó. Bắp nó rất là biết nịnh nha cả nhà, cho nên là cả nhà thấy rồi đó. Dù ai nó ngã nó nghiêng thì lòng tôi vẫn hướng về con bắp thôi. Rồi bắt đầu chưa? Đếm nha. 1 2 3. Ăn đi. Ê, ăn đi. Chén đứa nào để ăn trời ơi. Đứa nào cũng mê sữa chua hết chứ. Bên trong có cái gì nha? Nó cũng ăn sữa chua chứ. Có bí, có thịt bò hả? Ngon quá ta. Mãng cùa ăn hết bí trước. Trời bà thật. Của đứa nó ăn đi. Ăn mà như xá mà ai vậy? Nó đang cứ lo lắng gì chị ba lại rồi. Né mà nó cha rồi. Lại là đổi chỗ nữa rồi nè. Ăn hồi là đổi chỗ tùm lum hết trơn. Cô xúc dữ rồi. Hồi nãy là con lũ ở đây, con bắp ở đây, mãng cùa ở đây mà nó dời tùm lum hết trơn. Mà mãng cùa bắt xúc dữ rồi. Ê mà con lũ nó ăn từ từ nha, nó ăn từ tốn á. Mà lần làm dính lắm. Con nhỏ cũng làm, con cũng bắt. Lúc nhỏ đứa nào nó cũng vậy ha. Rồi mắng cua đi qua bên kia nữa rồi kìa. Nó ăn từ cái thao nhỏ qua thao giữa rồi qua thao cuối cùng luôn. Ôi là trời. Coi mắng cua ăn nó ngồi tư thế. Đây qua đây, qua đây. Ăn xong rồi á, là vô giỡn liền luôn vậy đó. Con lũ á, nó bị rụng dâu xong rồi là nó dưỡng thành luôn nha cả nhà. Rất chi là nữ tính và điềm đạm luôn. Đôi khi á, nó không muốn giỡn mà con bắp nó giỡn nhây quá á, là nó nằm chịu chặn luôn nha. Con lũ á. Thấy vậy chứ, đôi khi mà giỡn nhây quá thì nó cũng quạo chứ bộ. Đôi khi cũng tội nghiệp mấy đứa này quấy gầy hoài à. Mà con bắp á, nó tới tuổi tăng động hay sao á, nó rất là tăng động luôn. Còn con lũ á, thì nó hiền từ lại. Bắp lũ. Tên lụa vô dành đó rồi đó. Lụa là chúa đồ dành đồ.
Nhiều khi á, giờ mấy đứa này giỡn thôi thì mình cũng thấy vui rồi. Đi đâu xa chứ nhớ tụi này dữ lắm luôn á, thiệt luôn á nha. Nhưng mà do đi làm cho nên là phải xa tụi nhỏ một thời gian nha. Ở nhà với bà Tư á, thì Sen cũng an tâm. Tại vì á, Tư rất là thương mấy đứa này luôn. Bà Tư cho ăn đúng giờ, đúng giấc lắm. Đi vệ sinh các kiểu á, thì có bà Tư lo hết rồi. Cho nên là Sen cũng yên tâm đi làm. Cả nhà không cần lo lắng cho tụi này đâu. Sen đi làm á, thì Sen sẽ gửi tiền về ăn uống cho tụi này nè. Rồi tiền nước, tiền điện. Rồi thêm hả, cho bà Tư tiền nữa. Chứ không phải là giữ không đâu nha. Chị vợ nó mới dặn lên lương chuột. Nó chí mũi cái đầu luôn. Ê, con hả? Cắn một cái con cái đầu luôn rồi nha. Ghê. Ôi là trời ghê quá hả? Nhưng mà sắp hủ luôn rồi ba. Không được là 2 giây nữa đó. Chị giữa vợ là chị vô lụ lụ chuột. Ghê, ba, luôn. Ghê quá. Dục. Nhảy. Dục. Đi ra đi lụ. Chị lấy cho em cái giấy đi. Ôi là trời. 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 Cái nó phóng rồi nó cắn cái tụt ngang đầu thì còn mình nha. Ôi là trời ghê quá à. Mình treo nó tù tan nha. Ôi là trời. Cái máy giặt nè. Lũ mình nha. Lũ ơi. Trời ơi sáng hủ đó ông nội ơi. Ôi là trời nè. Nữa kìa. Nữa kìa ăn nữa kìa tí nha. Ôi. Ghê quá. Lũ đúng là ghê luôn á. Hay thiệt luôn á. Nhưng mà ghê quá à. Hai giây à. Chị nhớ vừa dở nó giặt định phơi đồ. Nó lún cái đầu ra con bắp lụ nhảy lên cắn cục. Con này là con thứ mấy rồi? Con này con thứ hai, thứ ba gì đó. Ôi là trời ơi, dở ống hết trơn. Lụ ơi, ghê quá lụ. Giờ nó làm sao mà một xước luôn. Tiên ơi, làm ngang cái đầu luôn. Gục. Trời lụ ghê quá vậy. Lụ. Hay thiệt luôn á. Ôi là trời. Chị hả, chị ba đem con chuột bị đứt đầu đem đi dục đi. Chứ ghê quá. Mà con nó sao mà nó tươi chui vậy đó hoài luôn á. Sao lấy ra đây? Ghê quá à. Sao lấy ra được hay ta? Giờ nếu mà đóng cái này lại thì nó chui, nó rớt mình xuống dưới. Ê trời, trời. Thôi dục rồi. Dục rồi. Lột một cái không hay chứ không hay.